Kính thưa các đồng chí, chuyển giao khoa học kỹ thuật là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Trong đó, xây dựng các mô hình khuyến nông là cầu nối quan trọng trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân cũng như hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở. Từ những mô hình đã xây dựng và nhân rộng trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức, tư duy cũng như trình độ sản xuất và nguồn kinh tế cho bà con nông dân. Để thấy rõ hơn hiệu quả mà mô hình khuyến nông mang lại, mời các đồng chí theo dõi phóng sự sau. Trong năm 2020, với nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình là 1 tỷ đồng, được cấp từ nguồn kinh phí cấp tỉnh, phòng kỹ thuật đã xây dựng được 4 mô hình khuyến nông và phân bổ đều trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, dịch bệnh trên động vật nuôi ngày càng phổ biến, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi, đã gây thiệt hại cho người dân trong toàn tỉnh khoảng 90 tỷ đồng. Sau khi heo bệnh được tiêu hủy thì người dân chưa thể tái đàn, do đó diện tích chuồng trại bỏ trống khá lớn mà người dân thì không có thu nhập. Thấy được những khó khăn đó, mô hình nuôi lươn trong bể theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn kết với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm được triển khai thực hiện, với tổng kinh phí của nhà nước hỗ trợ là 412 triệu đồng. Mô hình được thực hiện trên địa bàn các huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Với quy mô 24 hộ đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp người dân tận dụng chuồng trại nuôi bỏ trống, chuyển đổi mô hình sinh kế, tạo nguồn thu cho gia đình. Mô hình lươn cũng được đánh giá là một trong những mô hình thu hút bà con tham gia và nhân rộng. Do đặc tính của mô hình chỉ cần diện tích nhỏ, ít công chăm sóc, lợi nhuận đem lại khá cao. Bên cạnh mô hình lươn, thì mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với liên kết nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm cũng được xây dựng nhằm hỗ trợ cho người dân bị dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Mục đích của mô hình nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Mô hình được thực hiện trên địa bàn thành phố Vị Thanh, ngã 7, thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp với quy mô 40 hộ và có liên kết bao tiêu đầu ra. Đến nay, gà xuất bán đạt chất lượng, sản phẩm được kiểm tra dư lượng đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, giá thành sản phẩm giảm trong khi doanh thu thu về lại cao. Mô hình được các hộ dân đánh giá là hiệu quả. Thế vừa qua thì cái trung tâm khuyến nông của tỉnh có xuống tư vấn hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật chăn nuôi. Tôi cũng tận dụng cái chuồng trại mà bị nuôi heo đó dịch tả châu Phi đó. Tôi nhờ cái đó tôi tận dụng cái chuồng trại đó tôi chăm sóc tôi nhận mô hình của trung tâm khuyến nông đưa. Thì nó có cái khó là gì nè, cái khoa học kỹ thuật nông dân tụi tôi nó mới lần đầu chưa biết. Cho nên có những cái quá trình nuôi có những cái bệnh mà con gà nó phát sinh. Cho nên nó là cũng nhờ là trung tâm khuyến nông hỗ trợ kịp thời, cho nên cái đàn gà hao hụt ít đó, rồi cũng đạt chất lượng. Rồi tới nay tôi xuất bán đó là tính ra là tổng số bán ra là được khoảng cỡ 15 triệu, chi phí khoảng 8-9 triệu vậy đó, cũng còn lại được 6-7 triệu đó. Hiện nay, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên cây trồng ngày càng phổ biến và phức tạp. Việc đô thị hóa ngày càng gia tăng cũng đã làm thay đổi các phương thức canh tác. Nổi bật hiện nay là mô hình canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến Nông đã tập trung xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau màu an toàn, với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước là 253 triệu đồng. Mô hình hiện đang triển khai tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ cao với các kỹ thuật tiên tiến như sử dụng các hệ thống chăm phân tự động, hệ thống tưới nước tự động và hệ thống auto time lapse để quản lý nhiệt độ, ẩm độ và phân bón trong nhà lưới. Từ việc áp dụng công nghệ giúp giảm thiểu nguồn lao động chân tay hiện nay đang khan hiếm, sản phẩm trồng trong nhà lưới dùng ít thuốc bảo vệ thực vật, không làm ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm được cải thiện và đảm bảo an toàn, từ đó giá trị của sản phẩm được nâng lên, sẽ góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Ngoài ra, mô hình còn liên kết với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Từ đó, đầu ra của sản phẩm cũng như thu nhập của bà con được ổn định. Sau khi triển khai, mô hình này đã được người dân đánh giá đạt hiệu quả khá cao và khả năng áp dụng và nhân rộng của mô hình này rất lớn. Đối với cái mô hình ứng dụng công nghệ cao thì cũng thực hiện kế hoạch phối hợp với tỉnh Lâm Đồng. Thì trong quá trình thực hiện thì chỗ các bộ kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng cũng xuống hỗ trợ chỗ cái mô hình này, cũng giúp tạo điều kiện cho cái mô hình này cũng tương đối thành công. Thì trong thời gian tới thì cái mô hình này có khả
năng sẽ ứng dụng trong thời gian tới. Chanh không hạt là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh với diện tích hiện trồng gần 3.000 hectare và mang lại thu nhập khá lớn cho người trồng chanh. Chanh không hạt không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước châu Âu như Hà Lan hay châu Á như Trung Quốc, Campuchia. Do đó, nhu cầu xuất khẩu khá lớn, nhưng hiện nay cây chanh không hạt mới được chứng nhận Việt Gáp và Lobo Gáp được 17 hectare. Để đáp ứng nhu cầu cho thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị cho cây chanh không hạt tỉnh nhà, mô hình sản xuất chanh không hạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp gắn liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm được thực hiện. Với quy mô 10 hectare trên 13 hộ, nhà nước hỗ trợ 176 triệu đồng, bao gồm chi phí chứng nhận, phân hữu cơ, phân vi sinh. Mô hình dự kiến đạt cả chứng nhận Việt Gáp và cả Global Gáp vào cuối năm với diện tích chứng nhận là 10 hectare. Những năm qua, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không ngừng tăng cao. Nhiều loại máy móc thiết bị đã được đưa vào sử dụng trong sản xuất lúa, góp phần đảm bảo thời vụ, tăng hệ số sử dụng đất và nâng cao năng suất, thay đổi phương thức canh tác, giảm sức lao động thủ công. Để đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa, nhất là khâu gieo cấy, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho nông dân được thuận lợi trong sản xuất lúa, nâng cao chất lượng, giá trị hạt lúa, hướng đến phát triển lúa gạo bền vững trên địa phương, tăng thu nhập cho người sản xuất lúa. Dự án xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì, được thực hiện tại 3 tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng và Hậu Giang. Tại Hậu Giang, dự án được triển khai tại huyện Long Mỹ, hỗ trợ 50% giá trị gồm 3 máy cấy, 1 máy trộn đất, 1 máy gieo mạ và trên 16.000 khay mạ, hỗ trợ 50% giống cấy cho 90 hectare vụ thu đông. Ngoài hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong năm qua, phòng kỹ thuật còn tiếp nhận các máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác kiểm nghiệm giống vật nuôi, cây trồng từ dự án VinSat. Qua đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tập huấn cho hơn 10 viên chức của phòng và các trạm, quy trình sử dụng máy cũng như các bước vận hành thiết bị để viên chức tiếp cận từng bước và đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Bên cạnh những mặt đã đạt được, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, hiệu quả mô hình mang lại, thì công tác xây dựng mô hình cũng không gặp khó khăn nhất định. Trong năm 2020 thì đối với việc xây dựng mô hình đó thì có sự thay đổi. Thì đối với năm 2020 thì mô hình đã triển khai cũng kịp theo tiến độ. Ở tháng 3 đã tiến hành triển khai. Và trong năm nay thì có 4 mô hình. Thì thứ nhất là cái mô hình sản xuất chanh không hạt theo hướng Việt Gáp. Cái thứ hai là cái mô hình ứng dụng công nghệ cao trong rau màu. Thứ ba là mô hình nuôi lươn trên bể. Thứ tư là cái mô hình nuôi gà. Thì đối với bốn mô hình này thì cái thuận lợi thì trong năm nay thì cũng có cái cải tiến. Và đối với các cái gói thầu thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo cái hình thức là đấu thầu cạnh tranh qua mạng. Thì cái hình thức này nó cũng tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp các cái giống vật tư đảm bảo với yêu cầu đề ra. Cái thuận lợi thứ hai là triển khai các mô hình này nó kịp với tiến độ của mùa vụ. Do vậy thì một số mô hình nó cũng phát triển khá tốt. Cái điều kiện thứ ba là trong quá trình chọn hộ thì cũng bà con cũng đồng tình thực hiện theo cái tiêu chuẩn cũng như là cái điều kiện mô hình đưa ra. Cái thứ tư là sự phối hợp giữa các cái trạm cũng như là cái địa phương với các anh em tổ triển khai cái mô hình thì cũng phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ trong quá trình triển khai. Thì tuy nhiên bên cạnh đó cũng có gặp một số cái khó khăn. Thì đặc biệt đối với cái mô hình lươn chân bể thì đối với nguồn con giống năm nay đặc biệt là nó khan hiếm, do đó trong cái cung cấp con giống với giống lươn thì nó cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm thì trong cái kế hoạch thì nó không có đạt theo tiến độ đối với mình con lươn. Tuy nhiên thì đánh giá lại là các cái mức độ về cái mô hình ấy, thì đánh giá là triển khai trong cái năm nay nó đạt yêu cầu theo cái
mô hình đưa ra cũng như là các cái tiến độ mô hình đã đặt ra. Thì đối năm nay thì đối với các cái văn bản tham mưu cho ủy ban thì có cái chương trình khuyến nông giai đoạn 5 năm. Thì cũng mong rằng trong thời gian tới thì áp dụng cái chương trình này á, thì đối với các cái mô hình sẽ nâng cái kinh phí lên. Thì dự kiến là mỗi năm sẽ thực hiện xây dựng mô hình này là khoảng 10 tỷ. Nếu được việc cái chương trình này chúng ta sẽ cái nguồn kinh phí chúng ta sẽ thực hiện nó nhiều hơn và nhiều cái mô hình hơn. Thì từ đó sẽ giúp cho bà con nông dân trong tỉnh nói chung thì sẽ tiếp cận những cái mô hình này để mà nhân rộng trong thời gian tới. Với biên chế 10 viên chức, trong năm qua, tập thể phòng kỹ thuật đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với quyết tâm đưa những tiến bộ kỹ thuật mới, những mô hình hiệu quả đến với bà con nông dân áp dụng và nhân rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Trong thời gian tới, với nhiệt huyết của mình, tập thể viên chức phòng kỹ thuật nói riêng, Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp nói chung sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ nhiều hơn nữa nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến nông ngày càng phát triển và vươn xa.